Chào các bác, mời các bác lên chợ Hòa Thám. Hôm nay em dừng chân ở chỗ bonsai Quang Thư Mục. Thế thì hơi thoại quá nha. Đấy, thì đập vào mắt là cây kiểu hùng. Cây kiểu hùng hồng, lúc đầu nhầm là cây me. Vào thì đúng là cây kiểu hùng thật. Chỉ bảo là cây kiểu hùng hồng. Hay gọi là diệp lào ấy các bác, diệp lào ấy. Đũa rất là kinh khủng. Đũa xung quanh. Quang Du Mục. Rất đẹp. Cây này nó làm tháp lửa chỗ này. Bông nó ra kín thì tuyệt vời. Chia ra mà là 10 triệu. 10 triệu. Nói chung là cây rất đẹp. Cây rất đẹp. Điện của bác nhìn sơ sơ. Đây là chị đây. Đấy các bác ạ. Kiểu hùng này. Kiểu hùng. Cao khoảng độ 1.5 m, 1.5 m. Quanh này, gốc này. Đẹp, cái này có hoa này, cái thật tí, hoa lành này. Rất trực, rất trực. Thân thì rất trực, khỏe, tán thì rất bay. Đấy, cái đường gỗ ăn, lại tí vỏ đây. Trở lên nó ngọt. Ngọt. Đấy các bạn. Thích không? Quê đâu? Quê. Chẳng cần bể là gì. Và cái kiểu hùng. Cái kiểu đi. Xem kỹ thì ra xem lại nhé. Đấy, đây là cây trang đỏ. Sơn dương. Sao? Đường vi này. Đường vi các bạn. Đường vi đang chỉ đồng khoảng 5 triệu. 5 triệu đường vi. Da nó thích không? Da rất là thích. Nhìn như khô nhưng không phải là vậy. Nhìn da nó bóc vỏ như là ổi, như là đàn.
Số liên hệ nhà mình đây đúng không ạ? Có ai thích thì gọi thẳng cho chị. Thank you.